Clip thì nhờ anh em một chút thanh lý về cái kệ gỗ hương này. Thực ra thì mua cái này rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ phải bỏ ra để làm chỗ để còn chứa hàng, cho nên muốn thanh lý cái kệ gỗ hương này. Bác làm ở trường thanh cổ, đặc biệt là âm thanh cổ thì alo em thanh lý cho cái kệ này. Kệ này là kệ gỗ hương, kích thước bề ngang này là 1m8 này, chiều cao từ này đến mặt kệ là 80 này. Mặt kệ này còn rất là đẹp, giờ này em kê vào gọn góc không sử dụng nữa. Bây giờ muốn thanh lý để cho nó gọn chỗ để đồ. Gỗ hương màu đỏ, vân gỗ rất là đẹp. Mua cái này là được cũng khá lâu rồi, mười mấy năm. Mặt này, mặt phẳng hết rồi. Đây các bạn nhìn thấy cái vân chạm trổ. Đấy, bây giờ các bác nào nếu có nhu cầu thì alo cho em. Cái này em thanh lý 10 triệu nhé, 10 triệu ok này. Mình thanh lý cho nó nhanh để lấy chỗ, còn để hàng bây giờ rất là chật. Màu vân gỗ đỏ rất là đẹp. Quay chi tiết thì các bác ngắm nghía. Các bác để âm ly vào đây, equalizer rồi đầu đĩa ba thớt thì để được. Đấy, trồng là như này. Người này gỗ hương. Và anh em nào có người nhà nhắc mua thì alo giúp em. Số điện thoại 098 369 8857. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.